Chào tất cả bạn, mình là Minh Đức, mình là tư vấn viên môn hóa đại cương. Và ở video lần này mình sẽ đưa đến bạn những nội dung tiếp theo của chương dung dịch điện ly. Về phần nội dung của video thì cũng giống như các video lần trước, sẽ có 3 phần, đó là lý thuyết, tổng hợp các công thức quan trọng cũng như bài tập và hướng dẫn giải. Ở nội dung của chương dung dịch điện ly này, mình còn 2 nội dung cần truyền đến các bạn, đó chính là cách tính pH của một dung dịch axit và bazơ, cũng như nội dung về chất điện ly ít tan. Đầu tiên, để tính pH của một dung dịch axit bazơ thì ta sẽ chia ra. Đầu tiên đó là dung dịch axit mạnh có CmCa lớn hơn 11-6. Đối với dạng này thì ta sẽ bỏ qua sự điện ly của nước, chỉ tính đến sự điện ly của axit mạnh. Đó là axit mạnh ở đây là HNA sẽ tạo ra được An trừ và NH cộng. Khi đó có nồng độ ban đầu đó là Ca và nồng độ điện ly cũng là Ca. Như vậy nồng độ H cộng cũng là NCa. Vì vậy ta sẽ tính được nồng độ H cộng bằng NCa và pH sẽ bằng trừ log H cộng. Do đó pH sẽ bằng trừ log NCa. Thì đối với những bài tập cho các bạn tính pH của một dung dịch axit mạnh là những axit như thế nào? Đó là những axit có thể ví dụ sau đây, đó là HCl, HNO3, H2O4 sẽ được gọi là axit mạnh. Thì khi đó pH sẽ bằng trừ log nồng độ H cộng và bằng trừ log NCa. Vậy đối với những dung dịch axit mạnh nhưng mà có CM nhỏ chính là CM bé hơn 11-6, thì khi đó ta sẽ cần tính thêm H cộng do sự điện ly của nước đóng góp. Đầu tiên cũng giống như trên thì ta sẽ có axit HNA điện ly ra An trừ và NH cộng. H2O sẽ điện ly ra H cộng và OH trừ. Thì khi đó nhìn vào phương trình ta sẽ thấy tổng nồng độ H cộng sẽ bằng NCa, chính là Ca, chính là giống giống với ví dụ ở phía trên, và cộng với OH trừ theo cân bằng điện tích thì nó sẽ có là, và nồng độ H trừ sẽ bằng K đúp nhân H cộng. Thì ta sẽ có nồng độ H cộng bằng NCa cộng K đúp chia ha chia H cộng. Khi đó ta chuyển vế và bình phương H cộng lên thì ta sẽ được là H cộng trừ NCa nhân H cộng trừ K đúp bằng 0. Và giải phương trình sau này chọn nghiệm dương là nồng độ H cộng, ta sẽ tính được pH. Mình sẽ lấy một ví dụ cho phần này. Đó là cho dung dịch HCl có nồng độ 1,2 nhân 10-7, xác định pH của dung dịch này. Nhìn vào nồng độ của HCl ta sẽ thấy 1,2 nhân 10-7 nó đã bé hơn 10-6, vì vậy đối với dung dịch này ta sẽ cần tính thêm nồng độ HCl của nước, nồng độ H cộng của nước. Như vậy ta sẽ có 2 phương trình, đó là HCl điện ly ra Cl trừ và H cộng, H2O điện ly ra H cộng và OH trừ. Khi đó thay vào phương trình trên ta sẽ có là H bình trừ NCa nhân H cộng trừ K đúp bằng 0. Như vậy H bình sẽ trừ N bằng mấy? N bằng 1 nhân 1,2 nhân 10-7 chính là nồng độ của H cộng, HCl, và nhân với H cộng trừ cho 10-14 là K đúp bằng 0. Như vậy giải hệ bậc 2 ta sẽ tìm được nồng độ H cộng là 1,766 nhân 10-7, và ta tính pH, pH bằng trừ log nồng độ H cộng là bằng trừ log 1,766 nhân 10-7 log cơ số 10 và bằng 6,75. Tiếp theo đó là dung dịch bazơ mạnh. Cũng giống như dung dịch axit mạnh thì khi nồng độ của bazơ mạnh lớn hơn 10-6 thì ta sẽ bỏ qua độ điện ly của nước. Và như vậy công thức cũng giống với khi tính pH của axit thì nồng độ OH trừ sẽ bằng NCB, nhưng pH sẽ khác. Từ OH trừ ta sẽ tính được đó là BOH, và BOH cộng pH bằng 14. Như vậy pH sẽ bằng 14 cộng log NCA. Còn đối với dung dịch bazơ mạnh nhưng có nồng độ nhỏ, CM nhỏ, tính thêm OH trừ do sự điện ly của nước đóng góp. Cũng giống như axit thì đối với nồng độ nhỏ đó là nồng độ bé hơn 11-6. Khi đó ta sẽ sử dụng 2 phương trình, đó là BOH tất cả N lần tạo ra B cộng và NOH trừ, cũng như H2O điện ly H cộng vào OH trừ. Như vậy nồng độ H trừ lúc này sẽ bằng NCB cộng với nồng độ H cộng, và nồng độ H cộng sẽ chính bằng K đúp chia nồng độ H trừ. Và chuyển vế và bình phương lên thì ta sẽ được phương trình, đó là OH trừ bình trừ NCB nhân OH trừ trừ K đúp bằng 0. Và đây là phương trình sau. Và khi giải phương trình sau này ta sẽ chọn nghiệm dương là OH trừ, từ đó ta sẽ tính được pH, và từ BOH ta sẽ tính được pH. Đây mình sẽ có một ví dụ, đó là pH của dung dịch NaOH 5 nhân 11-7m ở 25 độ C bằng bao nhiêu? Thì NaOH là dung dịch bazơ mạnh và nồng độ ở đây đó là 5 nhân 11-7m thì đã bé hơn 11-6, vì vậy ta sẽ tính đến sự ảnh hưởng của nước. Như vậy ta sẽ viết hai phương trình, đó là NaOH điện ly và nước điện ly.
và cũng công thức như trên, khi ta sẽ có là OH trừ bình trừ NCB OH trừ trừ cho K đúp nó sẽ bằng 0, và khi đó tương đương ta sẽ tính được OH trừ bình bằng 1, N bằng 1 nhân với 5 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho nồng độ OH trừ và trừ cho 10 mũ trừ 14 bằng 0. Khi đó dạy 2 bậc 2 ta sẽ được nồng độ OH trừ là 5,2 nhân mũ trừ 7. Và từ đó tính được pOH đó là bằng 6,3, là bằng trừ log 5,2 nhân mũ trừ 7. Và tính được pH bằng 7,7 là bằng 14 trừ cho 6,3. Rồi, đối với dung dịch axit yếu thì như thế nào? Đối với dung dịch axit yếu ta sẽ có HA điện ly A trừ và H cộng, giống mũi tên ở đây là mũi tên hai chiều. Vì đây là axit yếu, như vậy ta sẽ có nồng độ ban đầu là CA, nồng độ điện ly là X, và nồng độ còn lại sau khi điện ly của HA đó là CA trừ X, đối với A trừ và H cộng là X. Như vậy ta sẽ tính được K. K sẽ bằng nồng độ H cộng nhân với nồng độ A trừ và chia cho nồng độ HA sẽ bằng X bình phần CA trừ X. Khi đó giải phương trình và chọn nghiệm dương là H cộng, ta sẽ tính được pH. Đây. pH của dung dịch axit formic HCOH 1,5 m bằng 1,78. pKa đối với axit này bằng bao nhiêu? Như vậy, đầu tiên ta sẽ có HCOH phân ly ra HCO trừ và H cộng. Ta sẽ từ pH bằng 1,78, ta sẽ tính được nồng độ của H cộng bằng 10 mũ trừ 1,78. Và khi đó ta thay vào phương trình, ta sẽ tính được nồng độ của HCO trừ là 10 mũ trừ 1,78, và nồng độ HCOH đó là 1,5 trừ cho 10 mũ trừ 1,78. Như vậy thay vào công thức Ka, ta sẽ có Ka bằng H cộng nhân với A trừ và chia cho A thì sẽ bằng 1,7 trừ 10. Nó sẽ bằng 10 mũ trừ 1,78 nhân với 10 mũ trừ 1,78 và chia cho 1,5 trừ cho 10 mũ trừ 1,78 và bằng 1,856 nhân mũ trừ 4. Và ta đã có Ka, ta sẽ tính BKa bằng cách lấy log trừ log cơ số 10 của Ka, và BKa sẽ bằng 3,773. Nếu axit rất yếu, Ka nhỏ và nồng độ axit không quá nhỏ nên CA sẽ lớn hơn bắt cộng, ta sẽ sử dụng các thuật sau đây. Đó là pH sẽ bằng 1/2 BKa trừ log CA. Trường hợp này sẽ đối với các axit có Ka rất yếu, Ka nhỏ, có nghĩa là Ka nó sẽ bé hơn 10 mũ trừ 6 và nồng độ axit ở đây là lớn, lớn hơn nồng độ H cộng, thì ta sẽ áp dụng thẳng công thức này. Và thường thì bài tập khi thi sẽ không cho rơi vào dạng này, cho nên mình sẽ bỏ qua nó. Tiếp theo đó là dung dịch bazơ yếu. Cũng giống như dung dịch axit yếu thì dung dịch bazơ yếu ta cũng sẽ tính được đại lượng, đó là Kb. Khi pH, pOH phân ly ra OH trừ và B cộng, ta sẽ có nồng độ ban đầu là CB, nồng độ điện ly là X và nồng độ còn lại của pOH, OH trừ cũng như B cộng. Khi đó Kb sẽ bằng nồng độ của B cộng nhân OH trừ chia cho pOH và bằng X bình phần CB trừ X. Và cũng giống như dung dịch axit yếu thì giải phương trình và chọn nghiệm dương là OH trừ, ta sẽ tính được pOH và từ pOH ta sẽ tính được pH. Bài tập. pH của trimethylamine 0,01 m bằng 10,88, hằng số Kb của bazơ này bằng bao nhiêu? Như vậy pH bằng 10,88, suy ra pOH bằng 3,12 và suy ra nồng độ OH trừ đó là bằng 10 mũ trừ 3,12. Về trimethylamine, trimethylamine là một gốc amin có một góc N, khi thủy phân chỉ tạo ra một OH trừ. Vì vậy ta sử dụng công thức sau đây. Về phần amin thì chúng ta đã được học ở hóa hóa cấp 3, vì vậy là mình sẽ không ghi phương trình vào, vì phương trình của một hợp chất hữu cơ thì nó rất là dài. Thì ta sẽ thay thẳng vào phương trình, đó là Kb bằng nồng độ của B cộng nhân OH trừ chia cho pOH là sẽ bằng 10 mũ trừ 3,12 nhân 10 mũ trừ 3,12 và chia cho 0,01 trừ 10 mũ mũ trừ 3,12 và bằng 6,23 nhân mũ trừ 5. À, ở đây mình có soạn sai một số ký tự thì các bạn chú ý, đó là 10 mũ trừ 3,12 nhân cho 10 mũ trừ 3,12 mới đúng nha, ở trên. Rồi, nếu bazơ rất yếu, Kb nhỏ và nồng độ của bazơ không quá nhỏ thì CB sẽ lớn hơn rất nhiều lần OH trừ. Vì vậy khi đó pH nó sẽ bằng 14 trừ 1/2 lần tất cả BKB trừ log CB. Vậy tiếp theo đó là tích số tan, chất tiện ly tích tan và đại diện nó tích số tan. Mối liên hệ giữa tích số tan T và độ tan mol ớt của chất tiện ly tích tan. Thì độ tan ớt mình đã giới thiệu các bạn ở cái video lần rồi. Đối với chất tiện ly tích tan thì đối với một chất rắn AM, BN rắn sẽ phân ly ra M ion AN cộng và N ion BM trừ. Khi đó với độ tan ớt của AM ta sẽ tính được M, nồng độ của AN cộng đó là MS và nồng độ của BM trừ là NS. Như vậy T, T được T AM BN được gọi là tích số tan,
và nó sẽ có giá trị y như tên gọi nó, tích số tan nó sẽ bằng tích hai nồng độ chất phân ly nhân với nhau và có theo hệ số mũ. Hệ số mũ ở đây chính là hệ số của phương trình, nó sẽ bằng an an cộng mũ m nhân với bm trừ mũ n, và khi thay vào ta sẽ được đó là bằng ms mũ m nhân với ns mũ n, và rút gọn ta sẽ có đó là m mũ m nhân n mũ n nhân cho s mũ m cộng n. Ví dụ tích số tan của Ba4, Ba4 là một chất, theo khi các bạn tra bảng thì nó sẽ là chất không tan, nhưng thực ra trong nước thì tất cả mọi chất đều tan, chỉ là nó có một cái số tan nhất định. Như vậy Ba4 trong nước sẽ phân ly ra Ba2 cộng với Ba4 2 trừ, thì tích số tan của chất này nó sẽ bằng nồng độ của Ba2 cộng mũ 1 nhân với nồng độ của Ba4 2 trừ mũ 1. Tiếp theo đó là sự tạo thành và hòa tan kết tủa của một chất điện ly tan. Đối với một chất điện ly tan là chất rắn AMBn, như cũng như phương trình giống ở phía trên, ta sẽ tạo ra được An cộng và BM trừ. Như vậy ta sẽ tính được Q. Q ở đây cũng bằng đó là nồng độ của An cộng mũ M nhân với nồng độ BM trừ mũ N. Và khi đó ta sẽ so sánh Q và T. Nếu Q lớn hơn T, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, tạo kết tủa dung dịch quá bão hòa. Nếu Q nhỏ hơn T, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, không tạo kết tủa nha bạn. Mình không tạo kết tủa, dung dịch chưa bão hòa. Và nếu Q bằng T, hệ đạt cân bằng, dung dịch bắt đầu kết tủa hoặc kết tủa bắt đầu tan. Đây, mình có một bài tập ví dụ cho phần này, đó là trộn 50 ml dung dịch CaNO3 tất cả 2 lần 10 mũ trừ 4 m với 50 ml dung dịch SPF3 2 nhân mũ trừ 4 m. Tính tích số tan của Ca2 cộng và F và xác định xem CaF2 có kết tủa hay không. Biết tích số tan của CaF2, T bằng 10 mũ trừ 10,4. Đầu tiên ta sẽ tính là nồng độ của hai dung dịch trên khi mà tan vào nhau. Ta sẽ tính được nồng độ của CM của N CaNO3 tất cả 2 lần, đó là bằng 10 mũ trừ 4 nhân với 50 và chia cho 50 cộng 50 và bằng 5 nhân mũ trừ 5. Với CM của SPF3 ta sẽ có là 2 nhân 10 mũ trừ 4 nhân 50 chia cho 100 và bằng 10 mũ trừ 4. Từ hai nồng độ trên ta sẽ suy ra được nồng độ của Ca2 cộng bằng 5 nhân mũ trừ 5 và nồng độ của F trừ bằng 3 nhân mũ trừ 4. Như vậy, phương trình CaF2 sẽ phân ly ra Ca2 cộng và 2F trừ có T bằng 10 mũ trừ 4. Như ta sẽ bắt đầu tính Q. Q nó sẽ bằng Ca2 cộng mũ 1 nhân với F trừ mũ 2. Thay số vào ta sẽ tính được Q bằng 4,5 nhân mũ trừ 12 và so sánh với T. 4,5 nhân mũ trừ 2 nó sẽ bé hơn 10 mũ trừ 14, vì vậy ta sẽ kết luận không có tạo kết tủa. Và video lần này đã kết thúc ở đây. Chào các bạn. Ôi.